huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các đơn vị không quân. Để hoàn thành tốt được nhiệm vụ huấn luyện bay, nhất là làm chủ, thực hiện thành công các bài bay phức tạp, Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không Không quân đã luôn chú trọng, duy trì nghiêm công tác chuẩn bị bay, phối hợp hiệp đồng bay cũng như bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phi công trẻ có trình độ. Huấn luyện, những cán bộ nhân viên kỹ thuật của đơn vị đã có mặt ở các vị trí làm công tác chuẩn bị. Như một guồng máy tự động, từng người từng tổ bắt tay vào kiểm tra chi tiết theo chuyên ngành, cẩn trọng và tỉ mẩn. Trung đoàn 925 là đơn vị được trang bị Su-27, máy bay tiêm kích đa năng có khả năng đánh chặn tầm xa. Máy bay chiến đấu Su-27 đã qua nhiều năm sử dụng. Điều đó đòi hỏi những người thợ kỹ thuật của đơn vị phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao độ tin cậy của khí tài, trang bị, tổ chức nổ máy, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng máy bay để công tác huấn luyện bay được tiến hành đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Để đảm bảo cho các chuyến bay an toàn, thắng lợi thì bản thân tôi cùng tất cả các anh em nhân viên kỹ thuật đều thực hiện đúng đủ theo điều lệ công tác kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng kỹ thuật hàng không. Đặc biệt là trước khi bay thì chúng tôi sẽ kiểm tra vòng kín gồm 24 điểm. Với điểm kiểm tra một số điểm nó quan trọng, ví dụ như đường thính khí, bánh, càng, dù, buồng lái. Khi kiểm tra buồng lái thì chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các công tắc, thuốc ấn phải đúng vị trí, rơi bảo hiểm nguyên vẹn. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã chuẩn bị máy bay tốt, các anh em bộ môn thông điện kiểm tra tốt và bây giờ sẵn sàng bàn giao máy bay cho phi công. Đầu tiên chúng tôi sẽ tổ chức phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành phần nhân viên kỹ thuật của phân đội. Hai là quán triệt thực hiện các biện pháp an toàn trên kỹ thuật hàng không, đặc biệt là công tác trên buồng lái khi thực hiện tham gia bay huấn luyện và duy trì tốt các công tác chuẩn bị trong các giai đoạn bay. Dịp này, Trung đoàn 925 tập trung huấn luyện các bài bay như bay không vực động tác phức tạp, độ cao trung bình, bay công kích mục tiêu trên không, độ cao trung bình, trong điều kiện khí hậu thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao. Do đó, việc phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng phải rất chặt chẽ. Ngoài việc đảm bảo kỹ thuật hàng không, thì việc đảm bảo thông tin, radar cho mỗi chuyến bay cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hệ thống thông tin radar được coi là tai, là mắt của phi công và tổ hợp chỉ huy mặt đất, giúp cho phi công điều khiển máy bay, thực hiện tốt các nhiệm vụ và đưa máy bay hạ cánh an toàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các chế độ, nền nếp quy trình bảo đảm trong 3 giai đoạn bay được Trung đoàn 925 duy trì nghiêm túc. Công tác đảm bảo thông tin cho chỉ huy, thông tin bảo đảm bay và radar dẫn đường luôn được chú trọng. Kịp thời thông báo, báo động và cung cấp tình báo cho các đơn vị, hiệp đồng trong quản lý bay, thông tin, radar vững chắc là cơ sở quan trọng giúp cho phi công giữ vững niềm tin trong thực hiện các chuyến bay. Chúng tôi đã được tiếp nhận, tiếp quản được những trang bị thông tin liên lạc, radar ánh sáng hiện đại và có những phần mềm, có những tài liệu nghiên cứu sâu sát và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chính vì vậy, cho nên là để đảm bảo thông tin liên lạc radar ánh sáng của chúng tôi luôn luôn là vững chắc. Chưa có ban bay nào, chưa có nhiệm vụ nào phải dừng vì cái phương tiện trang bị của chúng tôi. Trung đoàn 925 luôn chú trọng huấn luyện, nâng cao trình độ cho đội ngũ phi công trẻ, là thế hệ trẻ 9X có khả năng tiếp thu lý thuyết và nắm bắt công nghệ nhanh nhạy. Điều này giúp cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và các thế hệ phi công đi trước dễ dàng chia sẻ những yếu lĩnh động tác và kinh nghiệm trong quá trình vận hành máy bay và làm chủ bầu trời cho đội ngũ này. Đặc biệt, trung đoàn tập trung đi sâu, rèn luyện kỹ thuật lái dẫn đường, nâng cao khả năng phán đoán, xử lý các tình huống trong bay. Trong đó, để nâng cao năng lực thực tiễn cho phi công, đơn vị thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, tích cực tổ chức bay buồng tập, luyện tập hiệp đồng giữa các phi công và phi công với kíp chỉ huy bay, luyện tập xử trí các tình huống phát sinh như hỏng máy bay, bị địch tập kích bất ngờ. Từ đó giúp cho phi công trẻ phản ứng nhanh, đưa ra phương án xử lý kịp thời, hoàn thành tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay. Sau công tác giảng bình rút kinh nghiệm, phi công sẽ tìm ra các biện pháp khắc phục các sai lệch của chuyến bay trước, đó đưa vào luyện tập trên xa bàn để làm sao các chuyến bay sau sẽ có được cái chất lượng nó tốt hơn. Cái hoạt động này thì
nó sẽ giúp cho chúng tôi là tập luyện cách phân phối chú ý các cái yếu lĩnh động tác của một bài bay, và cũng giúp chúng tôi là đưa ra được các cái tình huống bất chắc, hỏng hóc ở trên không, và các cái phương pháp xử lý này sẽ nâng cao được cái trình độ và cũng là cái rèn luyện được cái bản lĩnh tâm lý để chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện được các nhiệm vụ trong huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay. Ở trung đoàn thì là đã có những đồng chí là phi công đã được phê chuẩn giảng viên, thì những đồng chí đó có thể là dạy tôi ở trên buồng tập BT-27. Ngoài ra còn có thể kiểm tra xử lý bất chắc trong quá trình bay. Cái xử lý bất chắc trong quá trình bay trên buồng tập thì không khác gì so với cả thực tế, nhằm trang bị bản lĩnh cho người phi công để khi gặp tình huống bất chắc trong thực tế có thể xử lý thành thạo và không có sự quên sai trong sự thiết bị. Trước mùa huấn luyện, đơn vị đã tập huấn sinh hoạt chính trị tư tưởng để nâng cao trình độ và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Quá trình tổ chức huấn luyện luôn nghiêm túc, chặt chẽ, đúng phương châm, nhiệm vụ và các quy định của điều lệ bay. Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ quy định, nền nếp công tác huấn luyện và bảo đảm an toàn bay, các bước tổ chức bay và nền nếp trong 3 giai đoạn bay, làm tốt công tác chỉ huy, hiệp đồng, dự báo, thông báo bay, căn cứ vào trình độ cụ thể của từng phi công, đặc điểm từng ban bay, điều kiện khí tượng, các mặt bảo đảm, trung đoàn lập kế hoạch bay và tổ chức huấn luyện khoa học sát với điều kiện thực tế, không đốt cháy giai đoạn, chú trọng công tác động viên tinh thần, chăm sóc sức khỏe phi công, tạo điều kiện thuận lợi để ban bay thực hiện theo đúng kế hoạch và bảo đảm an toàn. Sau các bài bay, ban bay, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của phi công, thợ máy và các thành phần phục vụ để có biện pháp khắc phục. Về nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị thì cũng thường xuyên được đảng ủy, chỉ huy trung đoàn quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời triển khai đồng bộ các cái nội dung trên các cái mặt công tác, đặc biệt là luôn làm tốt công tác tư tưởng và động viên kịp thời với bộ đội, góp phần cho bộ đội luôn luôn có củng cố được cái niềm tin yêu đơn vị và chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ được giao. Tổ chức giáo dục cho bộ đội nhận thức tốt cái đặc điểm nhiệm vụ, song song với đó là công tác triển khai thực hiện các kế hoạch, đặc biệt chú ý đến công tác kiểm tra đôn đốc các thành phần trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác huấn luyện, chống các cái tư tưởng chủ quan giản đơn và lơ là trong công việc, đặc biệt là đối với công tác huấn luyện và bảo đảm an toàn bay. Sự khắc nghiệt của khí hậu thời tiết nơi đóng quân cũng là thử thách cho hoạt động huấn luyện bay và cả bản lĩnh con người, không phải từng tháng mà là từng ngày, từng giờ. Phát huy truyền thống của Trung đoàn Không quân Tây Sơn Anh Hùng, trải qua 54 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 925 luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.